được chào đón tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng nhau đến với game show Kilowatt. Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Tôi là Trung Quốc Phi, là người đồng hành cùng với tất cả quý vị trong Kilowatt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và chương trình Kilowatt được phát sóng vào lúc 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và trải qua những vòng loại vô cùng gay cấn, căng thẳng nhưng không kém phần thú vị và hấp dẫn, chúng ta đã chọn ra được những đội thi rất xuất sắc để bước vào vòng bán kết. Và ngay bây giờ đây, chúng ta hãy cùng gặp những đội thi xuất sắc đó. Đầu tiên, hãy cùng chào đón đội đến từ trường Trung học cơ sở Khánh Hội, quận 4, đội San. Yeah yeah. Và chúng ta sẽ cùng chào đón đội đến từ trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận 1, đội Cam. Và đội cuối cùng, hãy cùng chào đón đội đến từ trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận 3, đội Vàng. Rồi, xin chào ba đội. Chúc mừng các bạn đã quay trở lại. Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng loại đến với vòng bán kết. Sao? Sau vòng loại, sau cái game show lần trước thì các bạn về nhà có thấy cái gì đó khác biệt trong ngôi nhà của mình không? Mình có nhìn những thiết bị điện theo cách bình thường nữa không? Hay là nó đã có cái gì đó thay đổi rồi? Mời đội Vàng. Em thấy các thiết bị trong gia đình của em nó cũng vậy. Đúng vậy, các thiết bị nó vẫn vậy. Đúng rồi, nó vẫn vậy. Nhưng cái suy nghĩ của chúng ta về những thiết bị điện đó thì nó cũng vậy. Nói chung là thì em không thấy gì hết. Em vẫn không thấy gì hết. Em vẫn là chàng trai của vài tuần trước. Yes. Hy vọng rằng là với game show lần này thì có thể cũng không có gì đó thay đổi nữa đâu. Nhưng mà em sẽ hiểu hơn về điện. Yeah. Còn em thì sao? Dạ thì đối với máy lạnh thì em chỉ bật cỡ 25 đến 26 độ. Có sự thay đổi đúng không? Dạ. Trước đó em bật bao nhiêu độ? Dạ, trước đó em bật cỡ thường thường là cỡ 20 độ được. Cỡ 20 độ, 18 độ đúng không? Dạ. Càng lạnh càng tốt đúng không? Thôi vỗ tay cho bạn. Trời ơi, xuất sắc. Đúng không? Tôi hy vọng là đội Cam cũng có cái gì đó thay đổi. Em có thay đổi. Em có thay đổi à? Em thay đổi nhiều lắm rồi. Em thay đổi không, nhiều lắm em không? Em thay đổi nhiều hơn. Bây giờ mình bắt đầu từ người thay đổi nhiều hơn. Dạ, ngày trước là em còn thấy thiết bị điện, bây giờ em không thấy luôn. Là sao? Em chuyển qua một ngôi nhà mới hay là em giấu hết tất cả thiết bị điện rồi? Dạ, giấu hết. Tại vì mình không dùng là không tốn điện. Tối em ngủ bằng máy lạnh hay là quạt? Dạ, lấy cái quạt tay anh. Quạt, trong đến khi nào mình ngủ rồi thôi. Trời ơi, tôi không ngờ chương trình này lại có thể ảnh hưởng một cái sâu sắc đến như vậy. Rồi, còn em nói em thay đổi nhiều nè, bây giờ em thay đổi nhiều là em thay đổi gì nè? Bình thường em sạc hay là em cắm thiết bị gì đó vô, cắm vô ổ điện em xài đi, em hay quên, em để nó luôn. Thì bây giờ mỗi lần nhìn vô ổ điện thì mình lại nhớ tới những cái hình này, thì em sẽ rút ra liền luôn chứ em không có quên nữa. Là em cắm vô là em rút ra liền luôn chứ em không xài luôn hả? Em cắm vô em xài rồi em rút ra luôn. Xài và mình nhớ là mình phải rút ra khi không sử dụng nữa đúng không? Tuyệt vời, vỗ tay cho bạn cái luôn nha. Bây giờ sao, còn với đội xanh như thế nào nè? Dạ, giờ thì em ít sử dụng điện hơn. Em ít sử dụng điện hơn? Dạ, em ít sử dụng hơn nhưng mà tới cái lúc mà em chuẩn bị em rút dây ra, cái mẹ kêu em dậy. Là lúc em chuẩn bị rút ra là em tỉnh dậy? Dạ, đúng rồi. Có nghĩa là em đi ngủ nhiều hơn? Em đi ngủ nhiều hơn, em mơ về việc em sử dụng điện trong mơ. Dạ, đúng rồi. Rồi, một tràng vỗ tay dành cho tất cả các bạn của chúng ta. Tinh thần sử dụng điện an toàn tiết kiệm của các bạn. Rồi, với cái tinh thần đó thì chắc là các bạn cũng đã sẵn sàng để chúng ta cùng nhau bước vào vòng 1 rồi, đúng không nào? Ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng 1 am hiểu. Các đội hãy tranh điểm kWh qua 15 ô thử thách. Câu hỏi kiến thức, bài tập tính toán và thử thách trò chơi. Sẽ có 3 ô dần hạ số điểm dành cho đội may mắn. Và bây giờ xin được mời đội Vàng, chúng ta sẽ chọn ô đầu tiên của mình. Dạ, nhóm em chọn câu số 9 nè. Số 9, kiến không ngủ. Bạn sẽ có 20 giây để bấm chuông trả lời. Nếu trả lời đúng, bạn sẽ có được 20 kWh. Nếu trả lời sai,
Hai đội còn lại sẽ có quyền bấm chuông để giành quyền trả lời. Trả lời đúng các bạn sẽ có 10 kWh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được biết nội dung của câu số 9. Xin mời. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, thiết bị nào ở trường học cần làm dây nối đất? A. Máy hút bụi. B. Máy lọc nước. C. Màn hình chiếu. Hay D. Đèn chiếu sáng. 5 giây bấm chuông trả lời. Dạ. Xin được mời đội bạn. Dạ nhóm em chọn câu D. Không chính xác, hai đội còn lại. Dạ. Xin mời đội Cam. Dạ nhóm em chọn câu B, máy lọc nước ạ. Đáp án B là đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Rồi. Và với phần trả lời chính xác này, bạn đem về cho đội mình 10 kWh. Xin được mời đội bạn, đội Cam tiếp tục chọn câu số 2. Dạ nhóm em chọn câu số 1 ạ. Câu số 1, thách đấu điện. À ha, rồi tôi thấy là các bạn đã có kinh nghiệm quay sang trái, quay sang phải. Hãy chọn đối thủ thách đấu. Đúng không? Bây giờ chơi tù xì. Ừ, tù xì đi. Ừ. 1, 2, 3. Trời ơi. Rồi, như vậy đối thủ của bạn ở thách đấu điện này là đội xanh. Và chúng ta sẽ cùng biết nội dung thách đấu điện là gì. Xin mời. Bắt sóng. Tổng cộng có 6 từ khóa. Đội bạn có 2 phút. Một người mô tả, một người đoán. Hãy dùng từ ngữ, hình thể, mọi cách miêu tả để bạn mình đoán được. Đội đoán được nhiều từ khóa hơn sẽ có 50 kWh. Nếu kết quả hoa, mỗi đội có 25 kWh. Tập trung, tỉnh táo và từ khóa đầu tiên. Xin mời. Miêu tả đi, cơ thể. Một thiết bị. Một thiết bị để sử dụng cho... Tai nghe. 4 từ. Tai nghe di động. Chưa chính xác. Tai nghe loại mới hơn loại cũ. Phạm Huy, bạn đã nhắc từ tai nghe. Rồi, cho em từ tiếp theo. Rồi, từ tiếp theo. Giống như cái CB. Có nút on off. Công tắc. Chính xác. Đo độ nóng lạnh. Nhiệt kế. Chính xác. Nhiệt điện. Không phải nhiệt điện. Năng lượng mặt trời. Mặt thủy trời. Điện. Thủy điện. Phong điện. Mặt trời, thủy điện, phong điện là năng lượng điện. Chưa chính xác. Mặt trời, thủy điện, phong điện là cái gì? Năng lượng xanh. Chính xác. Quá giỏi. Tiếp tục một phút tờ nữa. Giấy. Tờ giấy, máy in. Không phải. Bốn từ xác. Tờ giấy. Tổng những con số sử dụng trong một tháng. À, tính tiền điện. Tờ giấy. Tờ giấy, tờ giấy, tờ giấy. Tờ giấy. Phiếu tiền điện. Giống chưa đi siêu thị, đi siêu thị thì đi siêu thị sau hóa đơn. 4 từ. Hóa đơn tiền điện. Chính xác. Wow. Và chúc mừng. Xin được chúc mừng bạn. Đội bạn đã có 4 từ khóa chính xác. Và bây giờ xin được mời các bạn quay trở lại vị trí của mình và cùng nhau bắt đầu với phần thách đấu của đội xanh. Sẵn sàng rồi đúng không? Vậy thì từ khóa đầu tiên bắt đầu. Nó có 3 từ. Ờ, nó có 4 từ. Ừ. Thường để đeo. Thường để đeo. Nhưng mà nó thì không có cái đồ để... Phạm Huy. Phạm Huy. Từ khóa tiếp theo. Nó dùng để gắn lên tường. Thường để bật hoặc là cái gì đó. Chà, khó. Nó dùng để gắn vô trong cái mạch điện á. Thường để nó bật hoặc là nó làm cái gì đó. Đoán đi em, cứ đoán. Không gì á. Không chính xác. Nó hai từ. Hai từ. Thường cứ dùng để ra. bật hoặc là cái gì? Công tắc. Chính xác. Tiếp. À, cái này dùng để đo khi mà bị sốt. Nhiệt kế. Chính xác. Cái này là cây thì thường nó màu gì? Xanh. Nó có 3 từ ở đằng trước. Được dùng tiếng Anh không anh? Không em. Dạ, yeah, ok. Nó là cái gì đó tiết kiệm cái gì? Xanh. Tiết kiệm cái gì? Khoan, tiết kiệm cái gì đã bỏ chữ xanh cái gì? Ơi, kiệm... Phạm Quỳ. Tự nhiên nó kia. Trời ơi. Tiếp. Cái này nó là một cái phiếu. Khi mà mình... nó là một cái phiếu nó liên quan về cái này. Nó thường gửi về nhà.
thường gửi về nhà để cho mình đóng cái gì đó. Hóa đơn. Hóa đơn. Trời ơi, Phạm Quy nữa. Tưởng bạn trả lời rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở về vị trí của mình. Như vậy là qua thách đấu điện này, đội cam trả lời được 4 từ khóa, bạn đã giành được 50 kWh. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lựa chọn của đội xanh, xin mời. Dạ, tụi em xin chọn con số 4. Ô, số 4, đó là kiến không ngủ. Tên gọi của thiết bị trong ảnh: A, chuông điện; B, ổ cắm điện; C, chui đèn; hay D, chui sạc điện thoại. Bấm chuông để giành quyền. Xin chọn câu C. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. 20 kWh dành cho bạn. Rồi, chúng ta có cái điểm dằn túi rồi, không sao. Xin được mời đội Giang. Dạ, tụi em chọn câu số 12. Câu số 12. Kiến không ngủ. Khoảng cách an toàn đến cấp điện áp 22 kV là bao nhiêu? A, 0,7m; B, 1m; C, 1,5m; và D, 2m. Dạ, đáp em án. Chọn câu C. Đó là đáp án không chính xác. Hai đội còn lại. Dạ, tụi em chọn câu D. 2 câu mét D, 2m. Chính xác, chúc mừng bạn. 10 kWh dành cho bạn. Xin được mời đội cam. Dạ, em chọn ô số 10. Ô số 10. Kiến không ngủ. Wow. Và nội dung của kiến không ngủ. Wow, chúc mừng. Các bạn đã chọn câu hỏi ô đặc biệt của kiến không ngủ. Đây là câu hỏi khó. Nếu trả lời đúng thì chúng ta được nhân 2 số điểm. Chúng ta cũng sẽ có 20 giây để trả lời. Nếu như các bạn trả lời sai, hai đội còn lại vẫn sẽ tiếp tục bấm chuông để giành quyền trả lời. Nếu các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ có 20 kWh. Sẵn sàng chưa? Kiến không ngủ, xin mời. Trung quân đang hát gọi mưa thì trời mưa thật. Mưa ngập nhà của quân, quân cần làm gì? A, hát tiếp mưa tháng 6; B, lắp automat chống giật; C, xin mời đội cam. Dạ, tụi em chọn câu B. Đó là đáp án chính xác. Wow, các bạn được cộng 40 kWh. Ngoài ra cũng sẽ được chia sẻ thêm với các bạn về đáp án này. Automat chống giật, hay còn được gọi là cầu dao chống giật, giúp kiểm soát, rà soát những dòng điện quá tải, ngắn mạch hoặc là rò rỉ điện. Ngay bây giờ xin được mời đội xanh sẽ chọn ô. Dạ, tụi em chọn ô số 7. Ô số 7. Thách đấu điện. Liệu rằng chúng ta có muốn phục thù đội cam không, hay là chúng ta sẽ chọn đội vàng? Dạ, tụi em chọn đội vàng. Chọn đội vàng, như vậy là đối thủ của đội xanh là đội vàng. Và nội dung thách đấu điện là Idol, Idol. Tổng cộng có 5 từ khóa. Trong 2 phút, một người vẽ, một người đoán. Người vẽ không được dùng lời, hành động hay viết chữ gợi ý. Người đoán có thể nói nhiều đáp án. Đội đoán được nhiều từ khóa hơn sẽ có 50 kWh. Nếu kết quả hoa, mỗi đội có 25 kWh. Sẵn sàng chưa? Rồi ha, từ khóa đầu tiên của các bạn đó chính là trong lúc vẽ là mình đoán luôn nha. Lỡ dạ, máy lạnh. Chính xác. Gì đây? Dạ, lò vi sóng. Chính xác. Wow, xuất sắc quá ta. Mới có 30 giây là có 2 đáp án chính xác rồi. Dạ, camera. Chưa chính xác. Nếu khó quá, có thể bỏ qua. Cố gắng đoán lên, đoán nhiều lên. Dạ, máy chiếu. Chính xác. Từ khóa thứ tư. Các bạn còn 55 giây nữa, ráng lên. Cái gì đây? 40 giây nữa. Dễ nhiều lên, nhanh lên, tăng tốc lên.
Dạ. Cục sạc hả? Cái gì? Cái cục sạc điện thoại hả? Em dạ, đọc lại đáp án. Pin sạc dự phòng. Pin sạc dự phòng. Chính xác. Các bạn có 10 giây nữa, ráng lên. Hả? Sao xóa rồi? Hết giờ. Trời ơi, chúc mừng đội của các bạn. 5 từ khóa, các bạn là đúng 4 từ khóa. Xin mời các bạn quay trở về vị trí của mình và xin được mời phần thi của đội vàng. Rồi, ở nhà có hay vẽ không? Em... Ở nhà em có hay vẽ không? Dạ, bài tập vẽ trên trường em nhờ mẹ vẽ. Rồi xong. Cố gắng nhiều nha em. Để em cố. Bên cạnh việc vẽ, mình cố gắng đội người còn lại cố gắng đoán thật là chính xác nha. Những bạn còn lại cổ vũ nha. Rồi, từ khóa đầu tiên dành cho bạn đó chính là có vẻ tự tin để vẽ. Dạ, máy lạnh. Chính xác. Sao có thể đoán ra được máy lạnh hay vậy? Remote TV. Chưa chính xác. Remote máy lạnh hả? Chưa chính xác. Dễ thêm đi. Tủ lạnh. Chưa chính xác. Trời ơi. Ủa? Cái gì vậy? Đoán qua, đi. Qua. Bỏ qua. Ráng lên. Dạ. Suy nghĩ của đội này lạ ha. À. Đúng rồi. Remote. Chưa chính xác. Trời ơi, không biết. Mấy chiếu. Chính xác. Trời ơi, vẽ từng nét. 25 giây. Máy chụp hình, camera. Chính xác. Chín, tám, bảy, sáu, năm. Rồi ơi. Chuột. Bạn có 3 từ khóa chính xác và đội xanh chúng ta có 4 từ khóa chính xác. Sau 6 câu hỏi, đội vàng chúng ta có cảm xúc gì ngay bây giờ không? Em bắt đầu áp lực rồi. Bắt đầu áp lực rồi đúng không? Rồi, còn em? Dạ, bạn, em cũng vậy. Em cũng vậy đúng không? Nhưng mà trong những giây phút này là những giây phút mà chúng ta cần tỉnh táo, bình tĩnh và tự tin nhất. Chúng ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi, vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các bạn để chúng ta có điểm. Và bây giờ xin được mời bạn chọn ô tiếp theo. Dạ, em chọn câu số 5. Câu số 5. Kiến không ngủ. Biện pháp nào đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện mùa nắng nóng? A. Hạn chế sử dụng vào giờ cao điểm từ 17 giờ đến 20 giờ. B. Sạc các thiết bị qua đêm. C. Mở máy lạnh ở nhiệt độ hợp lý cả ngày. Hay D. Điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh cao. Xin được mời đội vàng. Dạ. Tụi em câu A. Câu A. Chính xác, chúc mừng bạn. 20 kWh dành cho bạn. Và để có thể đem đến cho các bạn thêm vài thông tin thì xin được chia sẻ, giờ cao điểm là những khung giờ mà lượng điện được tiêu thụ nhiều nhất. Và đó là 9 giờ 30 sáng đến 11 giờ 30 và 17 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần. Rồi, và bây giờ xin được mời lựa chọn của đội cam. Yes, số 14. 14. Kiến không ngủ. Khi dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của mạch điện, đây gọi là hiện tượng gì? A. Quá đáng. B. Quá nặng. C. Quá cao thế. Xin được mời đội bạn. Dạ, câu D. Quá tải. Đây là đáp án quá dễ, chính xác, chúc mừng bạn.
20 kWh dành cho bạn. Tiếp theo xin được mời đội xanh. Dạ, câu 13. Câu 13. Toàn chớp nhoáng. Chúng ta sẽ có 30 giây để tính toán. Nếu trả lời chính xác, các bạn sẽ có 30 kWh. Nếu trả lời sai, đội khác giành quyền bấm chuông. Trả lời đúng, vẫn được 30 kWh. Và câu hỏi của các bạn có nội dung như sau. Nhà chung sử dụng bếp từ đôi hoạt động với mức công suất là 1.400W và 2.000W. Nếu chung sử dụng cả hai bếp mỗi ngày 1 giờ thì chung phải trả bao nhiêu tiền điện mỗi tháng 30 ngày? Biết chi phí điện là 2.000 đồng 1 kWh. Tính kỹ nha, và nhớ lưu ý về đơn vị nha. Xin được mời đội vàng. Đội em có đáp án là 204.000. 204.000 đồng. Đó là đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Rồi, quá dễ đúng không? Xin được mời phần lựa chọn ô tiếp theo của đội vàng. Đội tụi em chọn câu số 11. Ô 11. Toán chụp nhoạn. Wow. Đây là cơ hội đó các bạn, cơ hội rất lớn dành cho các bạn để chúng ta có thể gia tăng cách biệt so với những đội còn lại. Và câu hỏi của các bạn bắt đầu. Nam có điện thoại iPhone 15 với dung lượng pin là 5.000 mAh và cục sạc dự phòng với dung lượng là 20.000 mAh. Hỏi Nam sử dụng điện thoại trong tối đa bao lâu? Biết thời gian sử dụng trong một lần sạc đây là khoảng 9:30 và không tính thời gian sạc pin. 30 giây bắt đầu. Xin được mời đội cam. Dạ, tụi em chọn là 38 giờ. Đó là đáp án chính xác, chúc mừng các bạn. Rồi, bây giờ xin được mời lựa chọn của đội cam, xin mời các bạn. Dạ, tụi em chọn ô số 15. Ô số 15. Có vẻ như đội này thích thách đấu nhỉ. Bây giờ mời đội cam chọn đội thách đấu. Ok, mình chọn bên đây. Đội vàng sẽ là đội thách đấu với đội cam. Và các bạn hãy chú ý, nội dung thách đấu của chúng ta đó chính là cảm biến từ. Màn hình lần lượt xuất hiện 5 từ khóa được diễn đạt bằng biểu tượng. Hai đội chơi nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai thì đội còn lại được quyền trả lời. Đội đoán được nhiều từ khóa hơn sẽ có 50 kWh. Nếu kết quả hoa, mỗi đội có 25 kWh. Chuẩn bị nha. Và cảm biến từ đầu tiên, xin mời. Xin mời. Dây điện. Chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cảm biến từ thứ hai. Xin mời đội vàng. Ôm kế. Ôm kế. Chính xác, một đều. Tiếp theo. Xin mời. Tai nghe. Tai nghe không dây. Tai nghe không dây. Chính xác, 2-1 dành cho đội cam. Cảm biến từ thứ tư. Xin mời. Máy sấy tóc. Máy sấy tóc, đó là đáp án chính xác, chúc mừng bạn. 2 đều. Chúng ta vẫn còn một cảm biến từ nữa. Chuẩn bị nha, tay đặt lên trên chuông nha. Và cảm biến từ cuối cùng bắt đầu. Xin được mời đội vàng. Điện lực. Điện lực. Điện lực. Chúc mừng bạn. Đáp án chính xác như vậy là 50 kWh thuộc về đội vàng. Wow, như vậy là chúng ta đã có những sự thay đổi rất lớn về số điểm. Và bây giờ xin được mời lựa chọn của đội xanh. Dạ, câu số 6. Câu số 6. Kiến không ngủ. Loại dung dịch nào sau đây không dẫn điện? A. Nước muối. B. Nước chưng cách thủy. C. Nước mưa. Hay D. Nước tinh khiết. Xin được mời đội xanh. Câu D. 20 kWh dành cho bạn, đáp án chính xác. Quay trở lại đội vàng. Ô số mấy? Dạ, nhóm em chọn ô số 2. Ô số 2. Kiến không ngủ. Và đây là câu hỏi đặc biệt. Nhân đôi số điểm nếu bạn trả lời đúng. Có nghĩa là các bạn sẽ có được 40 kWh. Tôi thấy bắt đầu cuộc đua nó hấp dẫn rồi. Cố gắng lên các bạn nha. Và câu hỏi của các bạn có nội dung như sau. Từ LED trong đèn LED là viết tắt của A. Light Electric,
diode. B. B. Light emitting diode. C. Light electric dehydrate. Hay D. Light emitting dehydrate. Khó không? Khó đúng không? Khó. Rồi, xin được mời bạn. Em chọn câu B ạ. À. Đó là đáp án. Chính xác, chúc mừng bạn. Wow, chính xác quá. Sao vậy? Sao đoán được hay sao đoán được hay vậy? Dạ. Các bạn dạ. Đã biết từ này trước đó rồi hay sao? Trong quá khứ thì em có tham gia một chương trình về khoa học của thành phố, thì cái lần đó là em làm cách là thắp sáng đèn bằng một quả, những cái quả khoai tây á anh. Tại vì trong khoai tây nó có axit, cho nên là làm sáng đèn được thì nó có dùng cái đèn led, cho nên là em cũng có học một sơ qua về cái đó. Quá giỏi em ơi. Dạ. Yeah. Rồi, chúc mừng. 40 kWh dành cho bạn. Đội cam xin được mời chọn ô. Dạ, câu 8. Câu 8. Kiến không ngủ. Thói quen sử dụng điện không an toàn trong gia đình là: A. Sử dụng máy sấy sau khi máy giặt xong. B. Bật máy lạnh 26 độ vào quạt cùng lúc. C. Dùng nhiều thiết bị công suất lớn chung một ổ cắm. Hay là D. Xin được mời đội. Dạ, tụi em chọn câu C. Đó là đáp án chính xác, chúc mừng các bạn. 20 kWh nữa dành cho đội cầm. Và bây giờ chúng ta chỉ còn có một ô nữa thôi. Đó chính là ô số 3 thuộc về đội xanh. Và ô số 3 của chúng ta, xin mời. Toán chớp nhoáng. Tia sét phóng ra một công suất lớn 5 tỷ kW nhưng chỉ kéo dài gần 1 phần ngàn giây. Giá tiền của một tia sét là bao nhiêu? Nếu giá tiền điện là 2.000 đồng 1 kWh, xin được mời đội vàng. Dạ là em làm 10 tỷ. 10 tỷ. Không chính xác. Mời hai đội còn lại. Chúng ta nhớ là hãy làm tròn đáp án tới hàng đơn vị nha. Và hãy nhớ đơn vị tính luôn nha. Rất quan trọng đó. Bao nhiêu đây ạ? À? Hết giờ. Hết giờ rồi, tiếc quá, hơi chậm một chút xíu. Đáp án của chúng ta là 2.800.000 đồng. À, chép lại đi em. Ừ. Ai biết được lần sau có câu hỏi giống vậy. Ngay bây giờ chúng ta sẽ được công bố số điểm của cả ba đội. Như sau, đội xanh chúng ta có 90 kWh. Đội vàng chúng ta có 140 kWh. Và đội cam đang dẫn đầu với 210 kWh. Ở vòng này không ai bị loại cả, nên chúng ta cứ thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta vẫn còn một vòng nữa. Sẵn sàng để chúng ta đến với vòng 2 chưa nào? Ok. Vậy thì ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 2 có tên là Động Não. Và đến với vòng 2 Động Não. Các đội hãy tranh điểm kWh qua 3 thử thách. 1. Quan sát, ghi nhớ hình ảnh. 2. Nhanh trí, tính toán tiền điện. 3. Động não, phân tích dữ liệu. Cùng xem hai đội nào sẽ tiến vào vòng 3 nhé. Và chúng ta sẽ đến với bộ câu hỏi đầu tiên. Đó là quan sát. Bao gồm 4 câu hỏi. Sẵn sàng chưa? 4 câu hỏi quan sát. Xin mời bức hình. Máy xay sinh tố ở vị trí thứ mấy? Xin được mời đội cam. Dạ, theo em là số 6. Số 6, đó là đáp án chính xác. 10 kWh dành cho bạn. Xin được mời bức ảnh. Thiết bị số mấy có công suất 900W? Xin được mời đội cam. Dạ, em chọn bàn là số 7. Số 7, bàn là chính xác. 10 giây quan sát. Quạt bàn có bao nhiêu cánh? Không ngờ tới đúng không nào. 5. Đội cam. Dạ, em đoán là 5 cánh. 5 cánh.
Chính xác. Good. 10 kWh nữa dành cho bạn. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ chúng ta đến với câu cuối cùng. 10 giây quan sát. Công suất máy chơi game là bao nhiêu? Đội cam. Dạ 340W. 340W đó chính là đáp án. Chính xác. Wow. Có thể nói đội cam quan sát rất áp đảo. Đó là 4 câu hỏi quan sát. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ câu hỏi tiếp theo. Đó là bộ câu hỏi nhanh trí. Chúng ta sẽ có 4 câu. Cứ mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ được 20 kWh. Dựa vào những dữ liệu trên, chúng ta sẽ phải tính tiền điện các bạn nha. Câu hỏi, xin mời. Nhanh đó. Xin được mời đội cam. Wow, nhanh quá vậy. Tổng tiền điện là bao nhiêu? Dạ đó là 15.000 đồng. 15.000 đồng đó là đáp án không chính xác. Hai đội còn lại, xin được mời đội vàng. 29.500 đồng. Chính xác, chúc mừng. Wow, wow. Wow, thì tính toán có vẻ như là đội này có lợi thế hơn đúng không? Tính nhiều hơn đúng không? Xin được mời câu số 2. Quạt sử dụng 15 giờ ngày 24W. Máy chơi game 340W sử dụng 8 giờ ngày. Bấm chuông để giành quyền trả lời. Tổng tiền điện chúng ta là bao nhiêu? Xin được mời đội vàng. 53.900 đồng. Chính xác, chúc mừng bạn. Wow. Quá xuất sắc. 20 kWh dành cho bạn. Câu hỏi số 3, xin mời. Với những thiết bị này, tiêu thụ trong một tháng 12 sẽ là bao nhiêu tiền điện đây? Xin mời đồ vàng. 410.750 đồng. Cho anh coi máy tính em. Đây nè. 20 kWh nữa dành cho bạn. Rất chính xác. Wow. Ông Hoàng tính tiền điện. Yeah. Trong gia đình em chắc ba mẹ cũng đỡ lắm. Dạ. Yeah. Hỏi không, là không đỡ. Không đỡ lắm hả? Tại vì em xài điện nhiều nhất. Em xài điện nhiều nhất nên em phải tính để có cái cách để nói chuyện với ba mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Quá giỏi luôn. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ chúng ta đến với câu cuối cùng trong nhanh trí. Xin mời. Tổng tiền điện là bao nhiêu? Tháng 7, tháng 8. Tháng 7. Mời đội Giang. 448.350 đồng. Bao nhiêu ạ? 448.350 đồng. Đó là đáp án không chính xác, xin mời đội cam. Ôi, 78 hả? Dạ, bạn mới đọc cái gì vậy ạ? Không, đáp án của em đi em. 441.000 đồng. Đồng, không chính xác. Cơ hội dành cho đội xanh. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Tháng 7, tháng 8, coi dừng lộn nha. Mời đội xanh. Dạ, 448.350 ngàn. Không chính xác. Trời ơi. Hết lượt rồi. Không tính điểm. Hết lượt rồi. Bây giờ câu này không tính điểm nè. Bởi vì ba đội trả lời sai rồi. Nhưng mà có ai có đáp án khác không? Mời đội vàng nè. 455.700 đồng. Đúng rồi. Sao vậy? Sao vậy? Hồi nãy bấm số khác vậy? Hồi nãy em tính tháng 7. Sai số ngày. Đúng rồi, tháng 7, tháng 8 có 62 ngày. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần câu hỏi nhanh trí. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ câu hỏi tiếp theo. Đó là bộ câu hỏi động não. Chúng ta vẫn sẽ có 4 câu hỏi. Nhưng mà nếu trả lời đúng mỗi câu, chúng ta sẽ có được là 30 kWh. Đến với câu hỏi động não. Dựa vào điện năng tiêu thụ watt giờ, số giờ sử dụng, chúng ta tính ra được thiết bị điện nào đang hoạt động. Xin mời bức hình và câu hỏi đầu tiên. Dạ em chọn câu 6. Máy xay sinh tố. Câu 6. Số 6 đúng không ạ? Dạ. Số 6 máy xay sinh tố. Đúng rồi. Số 6 máy xay sinh tố là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Yeah. Rồi ơi, dễ mà đúng không? Nhưng mà rất bất ngờ với cái sự nhanh của các bạn. Các bạn rất nhanh luôn á. Rồi, cố gắng lên. Xin được mời. Số 2, câu hỏi số 2.
424 watt giờ. Có 3 thiết bị. Dạ, 258. 258 chính xác. Wow. Cái này là tới thứ 3 thiết bị lần đó. Trời ơi, ủa sao vậy? Sao biết vậy? Vậy là có số 24 là tụi em nhảy rồi, sao mày kiếm cái nào mà nó thành 400? À, có 24 là bỏ số 24 vô liền đúng không? Hay quá, đó là một trong những cái chiến thuật rất thông minh. Và các bạn vừa có thêm 30 kWh. Xin mời câu hỏi tiếp theo. 1848 kWh có hai thiết bị, mà những thiết bị đó mỗi thiết bị sử dụng 2 giờ thì đổi cả. Dạ là cái số 7 và cái số 2, thiết bị 2 và thiết bị 7. Thiết bị số 2 và thiết bị số 7. Đó là đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Wow. Wow, một đối thủ của nó rất là nặng ký đối với đội vàng đúng không? Tính rất nhanh. Đội xanh ơi, cố lên nha. Cố lên, đừng từ bỏ hy vọng. Xin được mời dữ liệu tiếp theo. 14.16 kWh nha. Hai thiết bị 24 giờ thì đó là thiết bị nào? Xin được mời đồ vàng. 4 và 8. 4 và 8 đó là đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Wow, và bạn có thêm 30 kWh nữa, xin chúc mừng đội vàng. Như vậy là chúng ta đã đi qua 4 câu hỏi động não. Sau 4 câu hỏi động não thì bây giờ não của các bạn như thế nào rồi? Bất động luôn. Bất động, bất động luôn rồi đúng không? Tính quá nhanh, quá chính xác. Nhưng mà phải nói là rất ngưỡng mộ các bạn vì cái sự nhanh nhẹn này và cái sự chính xác này. Xin được chúc mừng. Hai đội có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng 3. Bây giờ thì cảm xúc của em như thế nào? Em có thấy là ở cái vòng bán kết này nó khó hơn cái vòng loại không? Dạ, khó. Khó hơn? Khó chỗ nào? Dạ, chỗ tính toán mấy bạn cũng nhanh. Mình tính ra rồi nhưng mà dạ, các bạn rồi. Tính nhanh hơn đúng không? Trời ơi, dễ thương quá. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã tham gia. Các bạn đã vượt qua những đối thủ trước đó để đến với vòng bán kết. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời rồi. Hy vọng rằng là qua vòng bán kết này thì các bạn cũng sẽ đem về cho mình những cái kiến thức thật là hữu ích. Xin được cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng qua nói lời tạm biệt với đội xanh để cùng nhau chúng ta bước vào vòng 3. Bứt phá. Đến với vòng này, vòng bứt phá thì chắc chắn là các đội của chúng ta phải cố gắng và nỗ lực hết sức mình về cả năng lực cũng như là thể lực để dành cho mình số điểm cao nhất có thể, qua đó góp mặt vào trận chung kết. Đội chơi chia ra hai vai trò: người trả lời câu hỏi, người đạp xe tích điểm. Người trả lời câu hỏi bấm chuông giành quyền trả lời tổng cộng 10 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng là 10 kWh. Người đạp xe tích điểm có tổng cộng 2 phút để đạp xe, mỗi 10m tương ứng với 1 kWh. Phối hợp nhịp nhàng để ghi điểm cao nhé. Xin mời các bạn vào vị trí. Và câu hỏi đầu tiên, xin mời. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần khả năng dẫn điện của các kim loại sau: bạc, vàng, sắt. A, bạc. Xin được mời đội cam. Dạ, em chọn câu B. Câu B, câu B là đáp án không chính xác. Xin được mời đội vàng. Dạ, em chọn câu D. Câu D là đáp án không chính xác. Đáp án chính xác là câu A, bạc vàng sắt. Câu số 2, chỉ số IP trên đèn LED lá, xin được mời đội cam. Dạ, em chọn câu D. Câu D, A và C đều đúng, là đáp án chính xác. Hình ảnh sau đây. Wow, xin được mời đội vàng. Dạ, em chọn câu B, cầu dao tự động. Cầu dao tự động, chính xác, chúc mừng bạn. Trời dạ. Ơi, chưa đọc câu hỏi nữa, quá nhanh. Dạ, em chọn khí than là... À, dạ, em chọn là khí thiên nhiên. Khí thiên nhiên là đáp án không chính xác. Dạ, em chọn câu C. Câu C, địa nhiệt là đáp án chính xác. Xin được mời câu 5. Mời dạ, đội vàng. Thưa, em chọn câu D. Câu D là đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Câu số 6. Đây là định luật vật lý về sự phụ thuộc, dạ, xin được mời đội cam. Câu D. Câu D, định luật ôm là đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Câu số 7. Đây là nhà khoa học nào? Dạ, em chọn câu D. Câu D, Thomas Edison.
câu số 8. Hệ thống. Dạ em chọn câu dạ em chọn câu D. Câu D là đáp án không chính xác. Dạ em chọn câu C. Câu C là đáp án chính xác. Bức xạ ánh sáng. Câu số 9. Hành động nào là lãng phí điện khi sử dụng máy lọc không khí? Xin được mời đội cam. Dạ thưa anh, đó là câu C. Để cửa phòng mở. Câu C là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Và câu số 10. Nha. Dạ em chọn câu A. Câu A là đáp án không chính xác. Dạ em chọn câu B. Câu B, thủy điện Uncrate, đó chính là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Và bây giờ là thời gian 2 phút bắt đầu. Cứ cổ vũ tại chỗ em nha. Đạp càng nhanh càng tốt. Khán giả cổ vũ lớn hơn nữa đi ạ. Những vòng xoay đang càng ngày càng nhanh lên. Tốc độ đạp đang càng ngày càng cao hơn. Wow. Hít thở nha các bạn. Nhớ hít thở. Cố gắng và hít thở. Hít thở đều. Hít thở đều. Tốc độ bên đây phải nói là quá kinh khủng. 35 km/h. Bên đây cũng không thua kém đâu nha. 34 km/h. Trời ơi, ở đây là không khí nó rực rực luôn á mọi người. Tôi có cảm giác là điện từ chiếc xe đạp này nó truyền qua con người của tôi rồi. Cố lên. 2, 1. Hết giờ ngưng lại. Vỗ tay cho hai thí sinh đạp xe của chúng ta đi ạ. Thôi. Em ổn không? Ổn không? Ổn không? Không. Hồng mệt quá đúng không? Tim đập. Đó giờ có đạp xe đạp nhiều không? Thì có. Có nhưng mà tại hôm nay là đạp. Như hôm nay. Ok, em cứ ngồi trên xe đừng đi xuống. Em trai ổn không? Em trai ổn. Em ổn không? Trời ơi, bạn trai mà đạp quá. Đạp không nhìn vô cái đồng hồ luôn là biết các bạn tập trung đến cỡ nào rồi. Và xin được công bố đội vàng của chúng ta đạp được quãng đường là 1,08 km. Xin chúc mừng. Quá giỏi. Đối với đội cam, chúng ta đạp được một quãng đường với khoảng cách là 893 m. Xin được chúc mừng đội cam, cô gái của chúng ta. Quá giỏi. Còn ngay bây giờ đây, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở về vị trí để biết được điểm số của chúng ta sau 3 vòng là như thế nào. Xin mời các bạn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong vòng 3. Cho dù kết quả có ra sao đi nữa thì các bạn cũng hãy tự hào về chính bản thân mình. Bởi vì ngày hôm nay các bạn đã thể hiện quá tốt, quá giỏi, quá tài năng. Chào pháo tay dành cho 4 bạn đến từ 2 đội dưới đi ạ. Và trong 2 đội xuất sắc có một đội xuất sắc hơn, với số điểm cao nhất tiến vào vòng chung kết. Và đó chính là đội... là đội cam. Xin chúc mừng đội cam với số điểm 459 kWh. Đội vàng chúng ta cũng có số điểm rất cao, 398 kWh. Và đó là lý do tại sao chúng ta có con số tổng như thế này. Một lần nữa xin được chúc mừng đội cam. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời bà Đỗ Thị Xuân Chi, thành viên hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trao giải dành cho ba đội chơi của chúng ta. Và quý vị thân mến, như vậy là chương trình Kilowatt đến đây là kết thúc. Xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Chương trình Kilowatt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và Kilowatt được phát sóng vào lúc 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Hãy chú ý đón xem cùng với chúng tôi nha. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Yeah. 1, 2, 3, vô. Yeah.